Trời ơi, con trai mà cầm dù che. Trời ơi, con trai mà cầm dù che. Nhìn có vẻ kìa. Không có khỏe đâu ạ. Không có khỏe đâu. Người này khỏe nhất nè mọi người ơi. Có thể mình câu được nè. Giờ có thể nhảy xuống đây bắt cá nha các bạn ơi. Mình nhảy nha. Đừng ai cản mình hết trơn nha. Thì ông ngồi nó nhảy kìa. Trời ơi. Trời ơi. Ủa sao có chiếu đồ ngon lành vậy? Ta cho mình chở mà. Ta chở cho mình mà. Chiếu. Tại gấp đi nè. Gấp đi. Ở đẳng ta chụp hình đồ bạc bạc rồi mới đi á. Đâu có tại vô đã bệnh đi đâu quá. Cái này trải nghiệm cho chơi chơi chấm cho ấy chứ đi hai bên hậu nó sâu. Đúng rồi. Nó mới dắt hai bên hậu. Không có bạn nào. Kệ có bạn gái kìa. Bạn của cái hai. Bạn bên này. Ông hay nói bạn là không thích đâu. Bạn này không thích, thích bạn trai lại đó hả? Biết rồi. Bạn gái hay bạn gái à. Ủa bên đó VIP thì sao mà có nơm có chiếu rồi.
Rồi có tôm chết thì Khanh. Đâu? Nè. Cái gì mà nó tôm khỏe, để tôi review lại. Tôi đâu là tôm này không có khỏe nha các bạn. Tôm này mệt rồi đó. Cái chừng ăn cái đậu lại vậy chứ không phải ấy đâu. Bên này nhóc chừng bên kia không ai thôi. Thôi gác mình đi lên mình đi qua bên kia đi. Hả? Đâu? Mình chia bớt. Đi vô bất cài rẻ luôn. Cho tôi tốn vé giá thì lần nữa. Bán như chủ khác gì á. Đó giờ mình lên trên mấy cái đó đó kêu ra. Lên tới đó là bắt đầu đem mồi ra đó. Đấy, là kết thúc một hành trình là review của nông trại tôm khỏe này. Toàn là cây, chuyển cây và cây. Cây với cây không? Cây và nước, cây và nước. Đừng nói tôm khỏe là có tôm nha, không thấy tôm. Có, thấy cái động tôm chết. Thật ra tôm không có khỏe đâu nghe các bạn. Không ăn đâu, bịt mặt nó con nắng. Ồ, quá cái bè bên kia quá khứ rồi kìa. Quá khứ màu vậy, mình tấp tấp vô đó đi. Mình vô cái bè đó, vô cái tôm đó đó. Miền Tây sông nước nha các bạn. Mình vô. Mình dồn vô đây nè, đi thẳng cái này nè. Sát lại đầu này cho bè đó. Đó nhổng lên. Rồi chống qua, chống qua. 5 5 5 5 vô luôn. 5. Đứng lại. Vô vòng lên này nè. Mình đi trước, mình kiếm chỗ trước đi. Chỗ đó sâu không? Chỗ đó sâu quẹo vô đó đó. Đây cũng có khách nước ngoài đồ về đây chụp hình các bạn. Ngoài ra nước ta có chiếu rồi kìa. Không nhờ nước ngoài mới có cái chiếu á, nhưng nước Việt không có đâu. Có chích đu rồi kìa đó. Chích đu rồi chụp hình kìa đó. Bên đó nó đang ngồi chích đu đó. Lẹ lẹ anh nhanh vô hình lên nhanh. Vô lẹ anh nhanh. Lẹ đi vô hình luôn đó đi. Vô lẹ 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 vô đây luôn. Rồi sạc vô đó đó. Chích vô đó luôn. Chích đường. Thôi vô đường đó không lọt nha. Anh phải quay cái đầu đó qua đây mới được. Quay cái không, cho cặp lên đó luôn. À cặp lên cái bàn đó hả. Tới rồi. Đây luôn rồi. Nãy hứa đem cần câu ra ngồi chờ câu cá hoài. Tắp vô, tắp vô, tắp vô, tắp vô. Đã tên lạc cho ngồi nhưng mà cái bàn ngồi. Đây là một em bé nè. Đó em bé đó. Bên lại. Lại. Lại lẩu. Lẩu đi, lẩu đi. Lẩu gì? Cái lẩu hải sản này là gồm những gì vậy? Cá, cá. Bốn con rồi đó. Rồi bốn con cho mấy đứa nhỏ này không? Rồi cho mình em ăn. Xin tên một người trong nhóm luôn nha. Tên Khanh. Chơi. Anh ăn tôm ăn cua rồi thì anh kêu lẩu cá thì tại vì cho mở ra nha. Cá mú đi. Rồi xuống thì làm gì? Anh. Xuống làm gì nữa ta? Còn bà khía nữa, hồi nãy mình nãy bà khía nãy luộc chưa? Chưa em chưa luộc. Chị nào cái con nó luộc nhanh nhất lắm, chị nào ăn thì luộc, cho nên là ăn liền cho nó nóng cho nó xanh. Cái miếng tiêu chanh, bù tạc được nữa hử, có bù tạc không? Có bù tạc. Nắng gì với bù tạc? Nắng gì bù tạc? Bà khía chấm bù tạc. Ăn bà khía chấm bù tạc hả? Em không có cho mượn cầu nữa nha. Túc. Nó ăn một chút, nó ăn chút xíu em thấy nó nhảy vô cái đùng là em hiểu rồi đó. Không nhìn thấy nước gì. Đó này tính tiếng cái gì không anh? Không. Đâu có tính tiếng. Vô đây tính tiếng. Đi chơi nguyên ngày nguyên đêm cũng được, ngồi lấy thùng kéo kéo ra ca hát gì cũng được luôn. Hay là sáng giờ mình dạ, con một vòng mình bắt được nhiêu ba khía. Đây giờ chống một vòng là bắt được nhiêu ba khía rồi đây. Thành quả sáng giờ của nhóm mình được bao nhiêu đó.
Rồi mồi tới rồi đây. Anh nói nãy giờ anh đi thục được mấy con cua rồi đó các bạn. Mày thục mày bắt cua sao mày nói cho khán giả rồi ta biết cách bắt hay sao? Nó bắt cua trong rừng nước đấy. Đưa lên đó, thục tay vô cho nó kẹp được kẹp nó giật. Thì tao mới thấy con cua này, chứ mấy con cua kia thấy rồi. Chỗ này thằng ca không sạch mấy đâu các bạn. Bỏ gì đây vô chết. Anh vô bỏ xuống đây đâu mà. Rồi cái này thả cho như xuống giống chút nữa cho mà có ai đồ lụm da chai đồ. Quải bao lụm da chai đồ chứ. Có thằng hồi nãy đó. Chủ đó. Vô. 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 Mồi tới đây các bạn ơi. Vô rồi. Đây nè, chủ quán nè các bạn ơi. Ủa đây có cái lẩu mà. Ủa có gì rồi? Có nước lẩu chưa? Không biết rồi. Rồi cái nào thiếu thì lấy. Nước mắm đốt đây nè. Đứng ngủ nhau thôi chứ. Chén có chén đũa gì chưa? Chén đâu? Ở giữa chén ta. Nãy giờ ăn. Nãy giờ bóc không à. Ừ. Kia vô chén luôn á. Quên. Chúc em nghe. Chủ quán là vui tính nha các bạn. Hai ba vô cái này. Vô lớn cái này. Vô lớn ai. Vô chú ơi.